Thanh Tùng và Thế Anh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Radio Nam Men ngày hôm nay. Thưa các bạn, tình yêu là một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Vâng, và sự thăng hoa đẹp đẽ của những tình yêu ngọt ngào, đắm say trong tình yêu của những lứa đôi, đó là một cuộc hôn nhân với nhiều cảm xúc. Tình yêu và hôn nhân là những vấn đề quan trọng nhất đối với đời sống của con người. Ở một khía cạnh nào đó, nó sẽ là động lực giúp con người ta sống tốt hơn, đẹp hơn và có ích hơn trong cuộc đời. Vậy, với những người đồng tính bước vào hôn nhân, họ sẽ gặp những hệ lụy gì? Và đó là nội dung chính chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Vâng, chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ đề cập đến các vấn đề sau. Điểm tin cộng đồng, chuyên đề hôm nay với bài Người đồng tính, hôn nhân và những hệ lụy, chuyện bây giờ mới kể và quà tặng âm nhạc. Như thường lệ, chương trình được bắt đầu với phần điểm tin trong tuần. Vào ngày 30 tháng 6, tại nhà văn hóa quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã diễn ra đêm giao lưu truyền thông do câu lạc bộ Biển Xanh Hải Phòng phối hợp với nhóm We Are Students tổ chức dưới sự điều phối của Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng CHP. Đêm diễn đã diễn ra hết sức thành công với sự có mặt của gần 200 bạn MSM cộng đồng và khách mời đến từ nhiều tổ chức như lãnh đạo CHP, lãnh đạo chính quyền, Cục S Hải Phòng cũng đến chung vui. Các bạn thân mến, hôn nhân và hạnh phúc gia đình là niềm vui mà bất cứ một ai trong chúng ta cũng khát khao có được. Đó là sự kết hợp hài hòa của hai tâm hồn để làm nên sự viên mãn trong tình yêu. Đó là biểu hiện của một cách hữu hình nhất về kết quả của tình yêu lứa đôi. Với những người đồng tính cũng vậy, họ cũng muốn có được một cuộc hôn nhân viên mãn, đó là một khát khao chính đáng. Sau những hẹn hò, sau những lời yêu thương trao gửi, sau những thề ước trầu cau, sau những cảm xúc được thăng hoa trong tình yêu và tình dục, là một ước muốn vô cùng nhân văn và cao đẹp, ước muốn được kết hôn, được sống như bao cặp vợ chồng mà không gặp phải sự phản đối của xã hội. Vâng, nhưng tất cả các cặp đôi trai gái khác, những người đồng tính, khi biết mình đã tìm được bạn tình thật sự yêu thương mình, khi hai trái tim với những nhịp đập đã trở nên quyện xoắn không thể rời xa, họ đều có ước muốn được gắn kết sâu sắc với nhau. Họ muốn mỗi ngày mỗi giờ được gần bên nhau, được quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau. Và trên hết, họ muốn được thở cùng một nhịp để tạo nên sự sống. Vâng, đó là một lẽ tất yếu. Họ muốn làm tất cả những điều đó vì họ không muốn phải hối tiếc khi đi theo tiếng gọi của tình yêu. Với tình yêu bền chặt, có sự bao dung, họ sẽ cùng nhau vững bước trên đường đời và chung hưởng hạnh phúc. Vậy đó, ước mong đó đâu phải của riêng ai, dù đó chỉ là điều giản dị thôi, nhưng không kém phần sâu sắc và có ý nghĩa cao cả, phải không các bạn? Thêm một lần để chúng ta nhận ra sâu sắc rằng hôn nhân của những người đồng tính được thắp lên từ tình yêu là một cuộc hôn nhân đẹp. Họ lấy nhau vì tình, vì sự thôi thúc của con tim. Và với ước muốn của mình, những người đồng tính không và không bao giờ muốn hôn nhân của họ bị xã hội phủ nhận. Mà họ muốn được xã hội nhìn nhận công bằng để họ cũng được tự do yêu thương, được kết hôn như bao cặp trai gái khác trong xã hội. Quả là những ước muốn, những khao khát thật đáng trân trọng, phải không các bạn? Thưa các bạn, trên đây là những xúc cảm đầy tính nhân văn trong cõi lòng của những người đồng tính khi họ muốn có một cuộc hôn nhân theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, nếu như người đời luôn có thái độ tích cực và đúng mực với tình yêu nam nữ, với hôn nhân của những cặp đôi là Eva và Adam, thì với những người đồng tính lại chỉ nhận được chủ yếu là những ánh mắt nhìn đầy miệt thị. Đó chính là những hệ lụy mà họ gặp phải nếu dám vượt qua rào cản để đến với nhau. Các bạn ạ, trong cuộc sống của chúng ta vốn đã rất khó khăn, nhưng với những cặp đôi đồng tính tiến tới hôn nhân thì những khó khăn của họ gặp phải nhiều hơn gấp bội lần. Tất cả họ đều rơi vào nguy cơ hôn nhân không bền vững. Hàng ngày, hàng giờ trôi đi trong nếp suy nghĩ của mỗi người, họ sẽ được nhìn nhận như là những kẻ chẳng ra gì, hai người đàn ông mà lại lấy nhau, thì thật không thể chấp nhận nổi. Mọi lời ong tiếng ve đó, họ đều phải chấp nhận lắng nghe, có khi là trực tiếp, hoặc cũng có thể là gián tiếp. Từ đó mà tâm tư của họ cũng sẽ đầy lên những khắc khoải, uẩn ức, phiền muộn. Chấp nhận có một cuộc hôn nhân, những người đồng tính sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau, tùy theo từng môi trường, hoàn cảnh và cách ứng xử của mỗi người xung quanh họ. Bước vào cuộc sống xã hội, những người đồng tính luôn bị nhìn với thái độ lạnh nhạt của mọi người. Người ta sẽ chẳng tiếc một cái nhìn khinh bỉ khi biết một ai đó là người đồng tính. Với những cuộc hôn nhân đồng tính cũng vậy, họ đến với nhau cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận những búa rìu dư luận giáng xuống cuộc đời mình.
Đã có không ít những cặp đôi đến với nhau, nhưng trước sự tàn nhẫn của dư luận xã hội, sự ghẻ lạnh của những người xung quanh mà họ rơi vào khủng hoảng tinh thần, bị kỳ thị, thậm chí mất việc làm. Không ít trong số họ do không thể đương đầu được với những chuyện đó nên đành phải nói lời chia tay trong sự tiếc nuối đớn đau. Trong cuộc sống gia đình, có thể nói đây là hệ lụy khôn lường nhất, khó khăn nhất đối với những người đồng tính. Bởi với mỗi chúng ta, gia đình bao giờ cũng là bến đỗ, là chiếc nôi êm ru nuôi dưỡng tâm hồn, là không gian vô cùng quan trọng để tạo nên phẩm cách của mỗi con người. Đối diện với cuộc hôn nhân đồng tính, với nhiều cặp đồng tính sẽ rơi vào tình thế phải chọn lựa, một mất một còn bởi sự không đồng thuận của gia đình, cha mẹ và người thân. Đã có rất nhiều những câu chuyện đau lòng xảy ra khi những cặp đồng tính bị gia đình phản đối. Họ hoặc tìm đến cái chết để mong được ở bên nhau, hoặc rời bỏ gia đình, mất anh em, cha mẹ để đi theo tiếng gọi của trái tim, hoặc có những cặp đôi phải rời bỏ gia đình tạm thời để có thời gian thuyết phục gia đình đồng ý. Quả là đầy khó khăn, buồn phiền, cực nhọc phải không các bạn? Những người đồng tính khi chấp nhận số phận, chấp nhận tình yêu và hôn nhân cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận đi trên gai, sống trên gai để mong có được những phút giây hạnh phúc. Ai cũng muốn mình có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, đặc biệt là cuộc hôn nhân đó được sự ủng hộ nhiệt tâm của gia đình thì sẽ lại càng tuyệt vời hơn nữa. Với những cuộc hôn nhân đồng tính cũng vậy, nếu được mọi thành viên trong gia đình ủng hộ và tác thành thì họ sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Đó chính là bệ đỡ để tạo nên bến bờ của niềm vui bất tuyệt được nương náu. Chúng ta hy vọng trong cuộc đời sẽ có nhiều hơn nữa những cuộc hôn nhân đồng tính được sự ủng hộ của gia đình, xã hội, được xây đắp từ tình yêu ngọt ngào, đắm say, sự chân thành không vụ lợi, để mỗi chúng ta sẽ có thêm nhiều yêu thương, để những người đồng tính sẽ không cảm thấy cô đơn trên hành trình của cuộc đời. Xin mời các bạn nghỉ trong giây lát, một phút dành cho quảng cáo. Các bạn ơi, các bạn đã biết đến sản phẩm Number One Plus an toàn thỏa sức yêu thương của PSI chưa? Mỗi bộ sản phẩm đều có 2 bao cao su và 2 gói chất bôi trơn, rất tiện lợi cho các bạn sử dụng. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm này, các bạn hãy truy cập vào các trang cộng đồng như nem-men.vn, adamzone.vn. Rất vui khi các bạn quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Thưa các bạn, chuyên mục Chuyện Bây Giờ Mới Kể hôm nay sẽ cùng các bạn lắng nghe, cảm nhận những ngân dung tuyệt đẹp về tình yêu và hôn nhân của hai bạn trẻ đến từ Hà Nội, bạn QM và bạn TL. Hai bạn đã vượt qua rất nhiều những khó khăn để có được một đám cưới như mong muốn giữa lòng thủ đô hoa lệ trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong đó sự thán phục có, sự lạnh nhạt có, nhưng quan trọng hơn, hai người đã vượt qua được những rào cản của xã hội và rào cản của chính mình để đến bến bờ hạnh phúc. Đám cưới của hai bạn trẻ đồng tính nữ được tổ chức linh đình vào ngày 14 tháng 12 vừa qua đã khiến cho không ít người bị sốc. Trước đó, hai bạn đã quen và yêu nhau được khoảng hơn một tháng. Tuy thời gian không dài, nhưng họ yêu nhau thắm thiết. Cô dâu hiện đang học tại trường quốc tế Raffles Hà Nội, còn chú rể đang làm giám đốc dự án của một công ty truyền thông quảng cáo. Sau đám cưới, cặp đôi này về chung sống cùng với bố mẹ. Đám cưới được tổ chức hoành tráng. Những người đến dự đám cưới hôm đó chủ yếu là các bạn trẻ, một số người cũng thuộc thế giới thứ ba. Mọi người đều ủng hộ, cảm thông và động viên cho hạnh phúc của cặp đôi đặc biệt này. Mẹ của chú rể cũng có mặt trong ngày hạnh phúc của con mình. Cô dâu và chú rể chia sẻ suy nghĩ của mình về đám cưới của hai người như sau. Thực ra việc hai người đồng tính lấy nhau là rất bình thường, ở nước ngoài đã xảy ra nhiều, ở Việt Nam cũng nên cởi mở hơn. Còn chú rể thì nói, mình hãy nghĩ nó cũng đơn giản thôi, trong tình yêu và cuộc sống đều có những khó khăn riêng, như những cặp nam nữ khác, nhiều cặp còn bị gia đình phản đối. Còn chuyện của TL và QM mọi người đều biết, mẹ cũng có buồn trong một vài tháng, sau đó mẹ nói rằng quan trọng hơn là con cảm thấy hạnh phúc. Điều đáng nói, chú rể QM sinh năm 1991 nhưng đã có nhiều năm bươn trải trong môi trường kinh doanh nên khó có thể nói đây là một quyết định nông nổi hay chạy theo trào lưu được. Chuyện quyết định đám cưới là có sự chuẩn bị rất kỹ. Qua câu chuyện trên đây, chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa những gia đình, những bậc cha mẹ có cái nhìn thoáng hơn về hôn nhân và xu hướng giới tính của con cái mình. Bởi chính điều đó sẽ làm nên những điều tốt đẹp cho con cái họ và cho cuộc sống này. Trong thời gian qua, ban biên tập chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu của các bạn muốn gửi tới bạn bè, người yêu của mình trong những ca khúc hay về tình yêu.
Để khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe giai điệu vô cùng sâu lắng, da diết trong ca khúc Con đường hạnh phúc của ca sĩ Thùy Chi. Ca khúc cũng là lời tri ân chân thành của chúng tôi muốn gửi tới tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn có những phút giây hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều hơn nữa những yêu cầu của các bạn để chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Mọi yêu cầu xin gửi về địa chỉ ta.nam@gmail.com. Và chúng tôi hy vọng chương trình sẽ là nhịp cầu nối dài những nẻo đường hạnh phúc cho những lứa đôi.
20 phút đã trôi qua, chương trình Radio Nam Men kỳ này xin phép được nói lời tạm biệt các bạn ở đây. Thay mặt ban biên tập Radio Nam Men, Thanh Tùng và Thế Anh xin được cảm ơn các bạn. Chúng tôi rất mong có sự đóng góp của các bạn để chương trình ngày một hay hơn. Mọi liên hệ xin gửi về Văn phòng C-Ship, số 2, ngõ 49, ngách 49/41, phố Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Hà Nội. Xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.